Chào các bạn, tôi là Nghĩa từ Luật Sư X. Ngày hôm qua thì dư luận rất là bàng hoàng và rúng động khi nghe một thông tin rằng một bé mới 21 tháng tuổi đã bị chính bảo mẫu của mình bắt cóc cũng như là tước đi sinh mạng. Để theo dõi tất cả toàn bộ thông tin thì các bạn có thể theo dõi thêm ở báo đài cũng như là kết luận điều tra của cơ quan công an. Ở đây thì tôi nhận định dựa trên ý kiến chủ quan cũng như là chưa có một cái hồ sơ giấy tờ trong tay cả. Tuy nhiên, với những gì báo chí đề cập thì tôi nghĩ cũng đã đủ được phần nào chúng ta hiểu được tình tiết câu chuyện. Được hiểu rằng là người bảo mẫu này được một gia đình thuê làm giúp việc với nhiệm vụ đưa đón con đi học và trở về nhà. Tuy nhiên vì một lý do đó, có thể là mâu thuẫn với chủ nhà, khiến cho việc là thay vì đưa con trở về nhà từ trường thì người bảo mẫu lựa chọn cái cách là tống tiền với số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng. Gia đình cũng đã đồng thuận và chuyển khoản số tiền 350 triệu. Tuy nhiên vì một lý do đó mà người bảo mẫu người ta không thể lấy được số tiền đó, gây ra mâu thuẫn tiếp theo và gia đình chính xác là gặp một thằng liều. Người bảo mẫu ngay lập tức đã đưa con đi vị trí khác và nhúng bé gái mới 21 tháng tuổi xuống mương nước để tước đi tính mạng, sau đó thì bỏ trốn. Cơ quan công an thì vẫn đang điều tra thêm cũng như là nhanh chóng để bắt cái nghi phạm này. Tuy nhiên, theo nhận định của tôi cũng như là nhiều người thì rất khó để người này nếu bị bắt thoát khỏi được án tử. Bởi vì sao? Bởi vì sẽ có hai tội danh chính trong cái trường hợp như này. Tội danh đầu tiên đó chính là bắt cóc nhằm tước đoạt tài sản. Với tội danh này được quy định tại điều 169 của Bộ luật hình sự năm 2015 và chỉ cần thực hiện hành vi thôi thì mức xử phạt ở khoản 1 đã là từ 2-7 năm tù rồi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây là bắt cóc trẻ em. Trẻ em thì ở đây mới là 21 tháng tuổi mà thôi, thì mức xử phạt sẽ từ khoản 2 trở lên. Và số tiền tước đoạt là 350 triệu đồng, như vậy đáp ứng khoản 3. Và mức xử phạt có thể lên tới là 18 năm tù. Đây mới là một tội danh, các bạn lưu ý như vậy. Tội danh thứ hai đó là tội danh về giết người. Giết người là tội danh được quy định trong điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Theo đó, ở khoản 1 khác với những tội khác thì khoản 1 là điều khoản có mức khung thấp nhất, nhưng với tội giết người khoản 1 là mức khung cao nhất vì đây là liên quan trực tiếp đến tính mạng của người khác. Và với mức khung này thì chỉ cần là hành vi tước đi tính mạng của một người dưới 16 tuổi thôi thì mức xử phạt là 12 năm, 20 năm, chung thân và tử hình. Như vậy, trong trường hợp cơ quan chức năng điều tra và ra kết luận đúng những gì theo thông tin của báo chí ghi nhận thì tôi tin rằng nghi phạm này rất khó để thoát khỏi án tử. Bởi vì khi tổng hợp hình phạt ấy, thì ta thừa thấy rằng là sẽ chỉ có thể là chung thân hoặc là tử hình trở lên mà thôi. Vậy bạn nghĩ sao về trường hợp này? Các bạn có thể comment phía bên dưới để chúng ta cùng trao đổi. Hy vọng video sẽ mang lại kiến thức hữu ích cho các bạn. Và hãy ấn subscribe và like kênh để ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.